Hello chào mọi người, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn sổ bếp cực kỳ ngon, cực kỳ mượt nhá. Cái bản này thì nó sẽ cần phải get key, nhưng mà hôm nay thì mình sẽ cho anh em cái key free luôn. Các bạn chỉ cần login vào thôi là các bạn sử dụng được vĩnh viễn nhá. Cái bản này thì ngày hôm qua mình đã có video, nhưng mà mình thấy rất nhiều bạn bình luận không biết cách get key hoặc là không biết cách sử dụng cái bản sổ bếp này nó như nào. Thì hôm nay thì mình sẽ làm lại một video, mình sẽ bình luận, mình sẽ nói chi tiết cách để sử dụng nhá. Bây giờ thì mình sẽ dán sổ bếp cho anh em xem, mình sẽ sử dụng Flusu Live nhá. Và phiên bản này thì là phiên bản giảm lag, fix lag rất là tốt. Thì link tải thì mình sẽ để trong phần mô tả. Nếu như bạn nào có nhu cầu tải cái phiên bản này thì các bạn chỉ cần bấm vào phần mô tả thôi. Phiên bản này nó tối ưu rất tốt cho những cái máy cấu hình yếu nhá. Đó thì bây giờ thì mình sẽ mở cái Flusu lên. Ok chưa? Và mình sẽ dán cái script vào đây. Đó, mình sẽ dán vào đây nhá. Và mình sẽ bấm vào From Textbox. Đó, mình sẽ mở nó lên. Đó, các bạn thấy không? Thì ngay lập tức nó mở cái trang như này, cái key như này. Đó, cái menu như này. Thì các bạn sẽ ẩn vào cái menu đi, cái menu của Flusu, các bạn ẩn đi. Và bây giờ các bạn nhập key cho mình nhá. Đó, các bạn nhập theo mình. Đây anh em ơi, key đây nhá. Các bạn nhập đúng như này cho mình. Đó. Các bạn đợi một chút nhá. Ok, sau đó các bạn sẽ bấm confirm cho mình. Đó, thì nó sẽ check key là nó sẽ mở được cái menu này lên. Đó, các bạn thấy không? Cái key này là cái key free, các bạn chỉ cần nhập đúng như này thôi là các bạn sẽ sở hữu được cái bản này. Các bạn không cần phải get key hay làm bất cứ một cái gì cả. Cái key này thì các bạn dùng ở mọi lúc, mọi nơi, mọi ngày nhé, mọi thời điểm. Lúc nào các bạn dán vào nó cũng mở menu lên như này. Đó, thì đây là cái chức năng chính của cái menu này nhé. Thì mình sẽ nói sơ qua về cái chức năng auto farm của nó thôi. Còn đâu thì các bạn sẽ tự test cho mình nhé. Chủ yếu là mình sẽ hướng dẫn cách để vượt link. Tại vì hôm qua mình thấy rất nhiều bạn bình luận trong kênh của mình là không lấy được link hoặc là code bị lỗi. Đó, bây giờ mình sẽ test thử auto farm cho nó. Thì trước tiên các bạn sẽ phải chọn cái vũ khí mà các bạn muốn farm. Mình sẽ chọn là Electro. Đó, sau đó các bạn kéo xuống cho mình. Các bạn nhìn thấy cái select mode farm không? Các bạn muốn farm cái gì? Các bạn farm mode hoặc là farm level hoặc là no quest thì các bạn sẽ chọn. Mình sẽ chọn là farm level. Đó, sau đó thì mình sẽ bật auto farm level lên. Các bạn nhìn nhá, mình sẽ bật. Thì ngay lập tức nó sẽ đi farm. Đó, mình sẽ chọn sang cái vũ khí này. Đó, các bạn nhìn không? Thì ngay lập tức nó sẽ đi farm. Các bạn nhìn thấy tốc độ farm của nó rất là ngon nhá. Các bạn thấy không? Rất là ngon. Không bao giờ có tình trạng là đam ảo hoặc là giật lag. Đó, cái phiên bản này thì nó rất là thích hợp với những cái máy cấu hình yếu. Đây là một phiên bản cần phải get key, nhưng mà mình sẽ cho các bạn cái key free. Các bạn sẽ không cần phải get key hàng ngày nữa, mà các bạn chỉ cần dán cái key vào thôi là các bạn chơi được luôn. Rất là ngon. Đó, một bản rất là ngon nhé. Mình thấy rất là ngon. Bản này rất là ok. Hôm nay mình làm lại một cái video này để cho các bạn biết cách sử dụng của nó và biết cái key này. Không nhiều bạn cứ hỏi mình là get key kiểu gì. Trong cái video ngày hôm qua thì mình cũng có ghi cái key rồi, nhưng mà mình không bình luận, cho nên là nhiều bạn không biết cách sử dụng, không biết cách dán key kiểu gì, đúng không? Thì trong video này thì mình đã làm lại một video khác, mình bình luận. Đầu tiên thì các bạn sẽ dán cho mình cái script vào. Link script thì mình sẽ để trong phần mô tả nhá. Các bạn bấm vào phần mô tả là sẽ có đầy đủ tất cả các link mà các bạn cần. Sau khi anh em có link script thì anh em dán vào Flusu hoặc là clean giọt nước thì nó sẽ mở cho anh em cái menu để anh em dán key. Thì anh em viết key đúng như cái video của mình, hoặc là khi anh em lấy script thì trong cái script đó mình cũng để luôn key nhá. Các bạn nhập như thế là nó sẽ mở được cái menu lên. Các bạn thấy không? Mình farm rất là ngon nhá, cực kỳ ngon. Và trong cái quá trình anh em farm thì nó mặc định nó farm luôn cả cái event nhá. Farm luôn cái sự kiện. Mình chả biết cái farm cái sự kiện này để làm gì. Mình farm được 615 cái rồi anh em ơi. Đó, các bạn thấy không? Mình farm được 615 cái rồi. Nhưng mà mình kệ nó đi. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cách để vượt link, cách để tất cả những bạn nào đang xem video này các bạn đều có thể sở hữu được cái bản script này nhá. Mình sẽ đóng game đi. Đó, mình sẽ đóng game đi. Vì đây là cái chủ đề mới trên kênh của mình và mình biết là rất nhiều bạn lần đầu tiên xem kênh của mình, các bạn không biết cách vượt link, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách để vượt link nhá. Cách để có thể sở hữu được cái script này. Đó, các bạn cố gắng xem hết cái video của mình nhá. Bây giờ thì mình sẽ vào cái kênh YouTube của mình. Đó, mình sẽ vào cái video ngày hôm qua của mình nhá. Các bạn đợi một chút, mình sẽ mở lại cái video ngày hôm qua của mình. Đó, cái video ngày hôm qua của mình đây anh em ơi, được 1.400 lượt xem. Đó, các bạn đợi một chút nhá. Thì các bạn sẽ bấm vào cái xem thêm cho mình. Đó, bấm vào xem thêm cho mình nhá. Đó, bấm vào xem thêm cho mình. Các bạn nhìn không? Link script trong video, các bạn sẽ bấm vào cái link này cho mình. Đó, các bạn mở bằng cái trình duyệt của máy nhá, hoặc là cái Google Chrome thì tùy các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ copy cái link này, mình mở bằng Google Chrome để cho nó ít lỗi nhá. Đó, mình sẽ mở bằng Google Chrome. Mình sẽ sao chép cái link này nhá. Các bạn sao chép cho mình cái link này. Đó, mình sẽ sao chép này. Và mình sẽ mở bằng Google Chrome. Google Chrome thì mình thấy nó ít khi bị lỗi hơn, thì mình sẽ mở bằng Google Chrome nhé. Mình sẽ đóng bỏ bớt những cái tab ở trên cái Google Chrome đi cho nó mượt.
Đó, vừa nãy mình ghép kia cái flow su thì bây giờ hiện rất là nhiều tab, mình sẽ đóng đi và mình sẽ mở bằng cái tab mới nhá. Mình sẽ mở một cái tab mới. Đó, mình sẽ mở một cái tab mới lên này. Ok chưa? Mình sẽ dán cái link vào đây. Đó, dán cái link vào đây và mình sẽ tìm nhá. Đó, các bạn mở cho mình đúng như này. Các bạn tìm cho mình như này nhá. Ở cái bước thứ hai, các bạn copy cho mình bước thứ hai và các bạn để cho mình cái bước thứ ba của nó có tên là dịch vụ môi trường xanh.com. Các bạn mở cho mình một cái tab mới, sau đó thì các bạn sẽ dán cái từ khóa vào đây, dán vào. Và các bạn viết cho mình thêm là dịch vụ, đó, dịch vụ môi trường xanh, các bạn cách cho mình chữ com ra, các bạn tìm. Đó, thì nó sẽ ở đầu tiên. Các bạn cứ tìm đến cái trang nào là dịch vụ môi trường xanh.com là đúng, các bạn tìm vào cho mình, bấm vào đây cho mình. Đó, các bạn kéo xuống cuối cho mình nhá, kéo xuống cuối này. Đó, các bạn nhìn thấy chữ lấy mã ngay không? Các bạn check sang bên này. Đó, check sang bên này. Nó yêu cầu các bạn bấm vào lấy mã ngay này. Thì các bạn sẽ bấm vào lấy mã ngay cho mình. Đó. Các bạn bấm vào lấy mã ngay thì nó sẽ tầm khoảng 45 giây, các bạn đợi 45 giây thì nó sẽ mở cho bạn cái code. Thì các bạn sẽ copy cái code này để các bạn dán vào trang kia thì nó sẽ mở được cái script. Ngày hôm qua mình làm video thì mình thấy rất nhiều bạn bình luận trong kênh của mình là bị lỗi code, thì buổi tối mạng rất là kém, buổi tối mạng rất là kém và những cái trang web như này thì nó sẽ bị nghẽn mạng và nó không load được code, cho nên là rất nhiều bạn bình luận là bị lỗi code là như vậy. Thì mình khuyên các bạn nhé, mỗi khi nó lỗi code như vậy nhé, các bạn copy cho mình cái link này, các bạn mở bằng một cái trình duyệt khác. Ví dụ các bạn dùng bằng Google Chrome nó lỗi đúng không, thì các bạn sẽ mở bằng cái trình duyệt của máy hoặc là sử dụng cái Cốc Cốc hoặc là cái Opera Mini, thì các bạn sẽ giảm thiểu tối đa cái link nó bị lỗi nhé. Các bạn làm như mình nói là chắc chắn các bạn sẽ không bao giờ bị lỗi. Ở cái bước này thì các bạn sẽ copy cho mình cái code này. Đó, các bạn sẽ bấm sao chép cho mình, sao chép cho mình cái code này nhé. Đó, các bạn sao chép cho mình cái code này, các bạn đợi một chút nhé. Đó, mình sẽ sao chép cái code này. Đó, các bạn bấm sao chép cho mình. Ok chưa? Và các bạn vào lại cái trang lấy mã này, các bạn dán cái code vào đây cho mình. Đó, dán vào đây nhá. Các bạn dán vào đây cho mình. Đó, các bạn bấm dán cho mình và các bạn bấm vào đây tiếp tục. Đó, thì nó sẽ mở cho anh em đến cái bước tiếp theo. Ở cái bước này các bạn đợi 4 5 giây thôi, nó rất là đơn giản, cái bước này rất là đơn giản nhá. Chỉ cần 4 5 giây thôi là anh em mở được link rồi. Đó, anh em bấm lấy link cho mình. Ok chưa? Đó, anh em bấm lấy link nhá thì nó mở cho anh em ở bước tiếp theo. Bước tiếp theo rất là đơn giản. Rất là đơn giản nhá. Các bạn sẽ kéo xuống cho mình, kéo xuống mình sẽ đóng bỏ cái bước cái tab này đi. Đó, mình sẽ kéo xuống nhá. Và các bạn sẽ bấm vào subscribe. Đó, thì nó mở ra cái kênh YouTube của mình. Thì các bạn bấm đăng ký kênh nhá, bấm đăng ký kênh và bấm chuông để các bạn không bỏ lỡ cái video nào của mình. Đó, sau khi anh em bấm đăng ký kênh xong thì cái nút subscribe nó sẽ được tích V. Các bạn nhìn không? Thì các bạn sẽ bấm vào like và comment cho mình. Đó, bước like và comment thì cũng tương tự nhá. Các bạn cho mình một cái bình luận nó hữu ích một chút. Đó, rất hay chẳng hạn. Đó, không mất cái gì câu nói đâu. Các bạn cho mình cái bình luận nó tích cực một chút để mình có động lực mình làm video hàng ngày. Thì sau khi anh em bình luận xong thì nó sẽ tích V cái mục like và comment, thì anh em sẽ bấm unlock link cho mình. Đó, các bạn bấm unlock link 2 lần cho mình thì nó sẽ mở cho anh em bước tiếp theo. Đó, các bạn nhìn nhá. Đó, ở cái bước này thì các bạn sẽ kéo xuống và các bạn sẽ bấm unlock cho mình, unlock file. Ok chưa? Thì nó mở cho anh em cái bước script này. Ở cái bước này nó rất là đơn giản rồi. Cái bước này cũng nhiệm vụ của anh em rất là đơn giản. Anh em chỉ cần copy cho mình thôi. Các bạn nhìn không? Nhìn thấy cái chữ copy không? Anh em bấm copy và trong này nó có cái key login này. Đó, mình để cho anh em là key login script. Đó, là key ra re. Anh em sẽ copy cho mình cái này và anh em sẽ vào lại game. Đó, anh em vào lại game cho mình nhá. Anh em mở lại game cho mình và anh em làm đúng như mình nói là anh em sẽ mở được cái bản script. Bây giờ mình sẽ mở lại cho anh em xem nhá. Mình sẽ mở lại. Nãy mình copy script rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ vào game và mình sẽ dán cái script này vào game và mình sẽ nhập cho anh em cái key cho anh em xem. Đó, các bạn có thể xem cái video của mình, các bạn nhập key thủ công cũng được. Còn bản script thì các bạn chịu khó vượt link một chút nhé. Khi mà anh em vượt link như vậy là mình cũng có một chút tiền để mình duy trì cái đam mê. Hàng ngày thì mình vẫn làm video cho anh em xem, mình vẫn sưu tầm những cái bản script hay, những cái bản script mượt. Thì anh em chịu khó vượt link nhé. Tại vì là cái bước vượt link này nó cũng chỉ mất một chút ít thời gian của các bạn thôi. Và nó cũng không mất vốn liếng gì cả, không mất tiền, mà mình lại có động lực để mình làm video cho anh em xem. Đó, thì bây giờ mình sẽ dán script vào cho anh em xem nhé. Đó, các bạn sẽ bấm vào đây này, mình sẽ paste vào đây nhá. Và mình sẽ kéo kéo đến cái chữ From Textbox nhé. Các bạn sẽ bấm vào From Textbox này. Đó, mình sẽ ẩn vào cái logo của FlowSu đi. Đó, khi anh em ẩn, dán cái menu vào thì nó sẽ lập tức nó mở lên như này đúng không? Thì anh em sẽ nhập cái key cho mình. Đó, nhập đúng cho mình cái key như này nhá. Đó, các bạn cách ra. Đó, các bạn nhập đúng cho mình như này là sẽ mở được. Các bạn sẽ bấm confirm cho mình. Các bạn nhìn thấy confirm không? Bấm vào confirm.
và các bạn đợi nó check in đó, tầm khoảng 2 giây thì nó sẽ mở cho cái menu lên đó. Cái bước này thì rất là đơn giản rồi, các bạn muốn sử dụng chức năng nào thì các bạn sẽ bật nó lên đó. Các bạn bật electro này, mình sẽ bật no quét luôn đi đó, mình sẽ bật thì nó sẽ đi pha, các bạn thấy không, rất là đơn giản đúng không? Thì đến bước này thì tất cả các bạn đều biết cách sử dụng, đều biết cách vượt link, thì mình xin dừng clip đây. Các bạn thấy video hay thì nhớ like, subscribe, chia sẻ video giúp mình để mình có động lực mình làm nhiều video hay và hữu ích cho anh em xem nhé. Một cái yêu cầu nhỏ nhỏ như vậy thôi. Còn bây giờ thì ok, bye bye, chào mọi người.